chị có bán nước đá không? Nước đá không á? Dạ. Mua nhiêu? Mua cái chị gì á, mua giống chị gì? Ở đâu? Mua hả? Mua chị ừ, mua đi muốn đá nè. Dạ. Giống chị vậy lại mua á. Dạ. Mua vậy bán 5.000 đó dạ. Chị gì hay lại mua hay sao? Hả? Có chị gì hay lại mua không? Ờ chị đó lại mua đó. Dạ. Tôi là mua. Chứ chị không có bán nước đá lẻ đâu hả? Hả? Chứ chị không có bán nước đá lẻ đâu hả? Không, chỉ hay để mà mua 2.000 Vậy hả? Một bọc gì nhiêu? Hả? Chỉ được cái nhường thôi chứ không có gì. Tại vì hay chỉ kêu mua bán 2.000 để thường thường chứ hay lại mua nè. Tối đó. Có xung đồ gì hay lại mua lắm. Cái này nhiêu? 2.000 hả? Dạ. Vậy cho em bọc nữa đi. Dạ, để vô bữa nay uống đồ. Nhìn xương tố hấp dẫn quá. Dạ. Xương tố. Dạ, ngon quá. Mẫu tiền thân tố ngon quá cả nhà yêu ơi. Thì tố ngon lắm nha. Em gửi chị, em cảm ơn. Mà sao tóc xanh phai nào, bầu tình ai đường quê lỡ bữa chung đường. Bầu tìm ai đó quý vị ơi, bầu tìm ai, tìm ai bầu nhớ cho lòng bầu chờ. Hello cả nhà yêu, chúc cả nhà yêu buổi tối vui vẻ. Ông bà cô chú bác ơi, chúc mọi người thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, sở nguyện thì được tì tâm, sở cầu thì được như ý, để đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Hello, I love you mọi người. Rất là đông đúc nha quý ông bà cô chú bác, quý vị khán giả à. Một buổi tối người ta đi rất là nhiều quý ông bà cô chú bác, quý vị khán giả ơi. Còn chúc mọi người luôn vui vẻ nha. Mọi người có ăn tối chưa ạ? Mọi người tối nay đã ăn gì rồi quý vị ơi? Hãy comment để lại bình luận những gì mà mọi người đã chia sẻ, đã dành nha tất cả mọi người. Ông bà cô chú ba, hello cả nhà yêu thương. Bây giờ là con Út đang đi qua lộ nha ông bà ơi. Xe đông đúc quá, rất là xe luôn á quý vị ơi. Cô đâu rồi chú? Cô đâu rồi? Dạ. Dạ, có chanh không? Có trái chanh không? Dạ, chanh á. Dạ. Cô đi vô rồi, không có bán giờ này hả? Vậy hả? Không có hả? Ờ. Không có ở đâu giờ? Quý vị ơi, bây giờ con Út phải đi. Đi đâu bây giờ quý vị? Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no mà thiếp chịu. Ở đây đâu có bán cái gì đâu quý vị ơi. Nước ở đâu trời? Bán cái gì đâu không à quý vị ơi. Ôi muốn mệt đau quá quý vị. Bán gì đâu không mà quý vị. Có bán nước đâu, mua ly chanh nóng mà ở đây đâu có đâu quý vị. Trời ơi, đi vô đây coi, kiếm coi cam giác coi. Vô đây. Dạ dạ dạ. Ở trong đấy hả? Dạ. Hello cả nhà yêu. Ở đây cô có bán ly chanh, ly chanh nóng không? Dạ. Chị làm
Dạ, vậy chị làm cho em ly chanh nóng đi. Dạ, nước nóng nghe vậy. Một cái chỗ nho nhỏ chị ha. Có nước nóng không? Nhị hả? Ngon lắm quý vị ơi. Dạ không, em đợi đi luôn nè. Trái này trái tắc hay là trái chanh? Bây giờ chanh hay tắc? Bây giờ chị có tắc, chanh tắc ở đây thôi. Còn muốn lấy chanh thì qua bệnh lấy. Ờ, lấy chanh đi, tại muốn lấy chanh. Dạ, bắt lên đi. Như chanh nóng nha quý ông bà ơi. Quý ông bà cô chú bác ơi, một buổi tối. Dạ con chào. Sáng mai đây xin chớ dặn chớ thề. Đang nè ông bà quý vị. Quý vị ơi, dạ. Nước nóng với chanh rồi đường thôi. Dạ. Ly vậy bán nhiêu? Nhớ hả? Nặng vô, lấy nhiều nhiều vô, nặng vô. Nấu bằng cái ấm nè, ông bà cô chú bác nấu bằng cái ấm nè. Có cái tiệm bán đồ nè, ông bà ơi, bán mía, bán gì nè. Cái xe nhỏ nhỏ nè. Không có chanh đi qua chỗ quán người ta bán. Lấy cái chanh luôn nè, ông bà, lấy chanh cho ông ta nè. Mở gì? Dạ. Thôi về cô ha. Dạ, dắt vô. Dạ, phải cái này đi được ở ngoài trước ha. Ta tấp lại. Nằm tuốt trong đây chỉ có người ta ăn chỗ này thôi. Chứ đi ra ngoài đó không được đó hả? Dạ. Yeah. Vậy hả? Dạ, vậy ngoài. Chị cho ra có mấy ngày à? À. 30. À, mùng 5 vô. Mùng 5 vô. Yeah. Ê, cái tay cái móng bà gì? Bà có lấy thuốc Meca gì bà xức vô không? Có. Đập trúng cái gì hả? Hả? Đập trúng cái gì mà cái móng thúi à? Gớt đồ lên nè. Gớt đồ lên hả? Bảy đường vô. À. Dạ. Yeah. Khỏi, lấy cái bọc đổ vô đi. Lấy cái bọc để vô đi rồi chị đổ nước vô em xách đi. Ừ, không thôi nóng quá hơi chị cầm sao. Bạn thử coi được không hả? Vậy hả? Thử cái gì? Nè, bỏ đường vô nạm nạm đi là được rồi. Thiếu gì chị thêm vô. Nha. Ờ. Thêm nước không? Hả? Thêm nước là thêm đường nè. Nha. Yeah. Thêm đường, thêm nước đi. Bởi vậy dạ. Chị người Việt hay người Hoa? Người Hoa. Người Hoa luôn hả? Nói tiếng Việt gành quá ha. Tại vì cái chung người Việt á, bây giờ nói tiếng Tàu biết nghe không biết nói. Nghe hả? Ừ. Không biết nói tiếng Tàu, nhưng mà nghe được. Nghe được. Trời ơi. Đó, giống nghe người này nói. Vậy hả? Xí xa xí xa. Hồ. Nói lại nói không được, người sao ra dấu hiệu hả? À, giống như mình trả lời lại, trả lời tiếng Việt. Ờ à, dạ. Nhưng mà người ta vẫn biết nghe tiếng Việt. Biết. Dạ. Ừ. Ai gọi cho chị vậy? Em gửi tiền chút chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Một ly chanh nóng nè ông bà. Một ly chanh nóng quý vị ơi. Đường xá gì đâu, đông quá trời, đông đúc. Đông quá trời ông bà ơi, quý vị ơi. Trời ơi, ta ăn quá trời quá đắt. Ta ăn. Ăn tùm lum tứ la hết quý vị. Ta ăn tùm lum hết con đi mua chanh nóng nè quý vị.